chào các bạn. Chúng ta quay lại mô đun về những cái rào cản trong khởi nghiệp. Thì hôm nay là cái rào cản, mình nói là cái rào cản quan trọng nhất. Hay gọi một ngôn từ khác cho nó vui, đó là rào cản đại ca nhất. Đó là rào cản về tư duy. Cái rào cản về tư duy này là cái rào cản mà nó ở trong chính cái suy nghĩ của chúng ta. Nó khó chịu, nó ở trong chính suy nghĩ của ta. Nó là cái phần mềm mà nó kiểm soát cái bộ não hoạt động của chúng ta. Cái con người của chúng ta thì các bạn thấy là tất cả chúng ta gần như là như nhau về cái cơ thể bên ngoài, cũng có hai tay, cũng có hai chân. Tuy nhiên các bạn thấy không ạ, người này thì họ rất là thành công, người này là họ không thành công, người này thì biết về kế toán, người này thì biết về ngoại ngữ. Thì nó khác nhau cái gì các bạn biết không? Về ở ngoài nó giống nhau hết đó, ở bên trong nó khác nhau về cái tư duy, cái phần mềm nó ở phía bên trong của chúng ta này. Và nếu mà chúng ta cài một cái phần mềm khác, một cái tư duy khác thì lập tức nó khác. Cái rào cản lớn nhất ở đây mình muốn gửi đến các bạn, cái rào cản đại ca nhất hôm nay muốn gửi đến các bạn, đó là rào cản về tư duy. Thì ở đâu nó hình thành lên tư duy của chúng ta? Phần lớn là từ cái môi trường gia đình. Ngay từ nhỏ các bạn sinh ra thì các bạn hầu như là các bạn không có một cái suy nghĩ gì hết rồi. Bố mẹ, anh chị em của chúng ta, ông bà của chúng ta, những người hàng xóm của chúng ta bắt đầu dạy cho chúng ta những cái tư duy gì đó, và bắt đầu đó là những cái phần mềm lần đầu tiên cài đặt vào trong đầu của chúng ta. Sau đó là chúng ta lớn lên, chúng ta đi học, thì cái môi trường thứ hai mà làm cho chúng ta có định hình lên tư duy đó, đó là nhà trường, thầy cô, những cái người đã dạy dỗ cho chúng ta những năm tháng từ lúc bé và cho lớn lên tới bây giờ. Tiếp theo nữa là môi trường xã hội. Các bạn ra ngoài đời, các bạn gặp những người bạn của mình, những người chúng ta gặp trên hành trình cuộc đời, họ nói cho chúng ta cái gì đó, họ chia sẻ cho chúng ta gì đó, bắt đầu nó đi vào trong cái tư duy của chúng ta. Cái rào cản lớn nhất mình muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay trong tư duy đó là cái tư duy tiêu cực. Tư duy tiêu cực nghĩa là khi chúng ta thấy một cái vấn đề gì thì chúng ta cũng nhìn theo một cái góc độ là tiêu cực không à, mà chúng ta không nhìn cái góc độ tích cực. Cái gì thì thường thường nó cũng có hai mặt của nó. Thì các bạn thấy theo truyền thống của gia đình thì bố mẹ chúng ta hay dạy cho chúng ta những cái tư duy rất là tiêu cực. Ví dụ như là khi các bạn muốn ra khởi nghiệp thì lập tức là bố mẹ hay nói chúng ta là ô, ra khởi nghiệp nó khó lắm con, ra khởi nghiệp nó rất là nguy hiểm con, ra khởi nghiệp nó làm cho con khổ cực lắm. Và chính những cái tư duy đó các bạn đã được cài ngay từ nhỏ. Và khi lên nhà trường thì thành phần lớn thầy cô của chúng ta thì cũng không có ra khởi nghiệp, nên là cũng không có dạy chúng ta về khởi nghiệp nhiều. Nên là khi các bạn nào mà có mong muốn ra khởi nghiệp gì đó thì thường thường thầy cô nói ồ, ra khởi nghiệp phải cẩn thận, nó rất là khó khăn, coi chừng phải thất bại, coi chừng mất tiền. Chính cái điều đó nó cài vào trong cái tư duy của các bạn. Và khi các bạn ra ngoài xã hội cũng vậy, các bạn xem tivi, truyền hình đồ đó, các bạn đọc báo, rồi các bạn nghe những người doanh nhân họ không thành công. Các bạn kêu rất là nhiều doanh nhân thành công, người ta không có nêu, mà một vài doanh nhân họ không thành công, họ bị một thất bại gì đó thì báo chí họ nêu lên rất là nhiều. TV truyền hình suốt ngày nói về đó, và các bạn đọc vào những đó, rồi nhiều người kể cái ông đó làm ăn thất bại đó, thì lập tức những cái điều đó nó đi vào trong cái tiềm thức của các bạn. Để khi các bạn lớn lên, kể cả các bạn ra trường, các bạn tốt nghiệp đại học, thì cái tư duy đó nó vẫn cứ kiểm soát của các bạn cứ nhìn ra khởi nghiệp khó lắm, ra khởi nghiệp rất là nguy hiểm, ra khởi nghiệp người nào đó có tố chất thì mới ra khởi nghiệp được. Chứ là các bạn nghe hàng loạt những cái ví dụ đó mà nó làm cho kiểm soát đi cái tư duy của bạn. Nên là bây giờ mình muốn gửi đến các bạn một cái góc nhìn khác. Thay vì chúng ta nghĩ rằng ra khởi nghiệp khó lắm, thì chúng ta hãy tư duy theo một cái cách khác là làm sao để chúng ta ra khởi nghiệp được. Người kia làm được thì làm sao tôi cũng làm được. Hoặc là ra khởi nghiệp nó nguy hiểm khác lắm, thì chúng ta phải tự hỏi là những nguy hiểm đó là những cái gì. Chúng ta tự hỏi và chúng ta ngồi chúng ta liệt kê ra nguy hiểm 1 là gì, nguy hiểm 2 là gì, nguy hiểm 3 là gì, và cách nào chúng ta khắc phục nó. Các bạn thấy chúng ta phải nhìn cái thế giới khởi nghiệp với một cái góc độ khác. Nhưng mà khi mà ra chúng ta lại cũng nghe một cái tư duy khác, đi ra xin việc, đi làm công thì an toàn lắm. Nhưng mà các bạn thấy nhiều lúc đó, cái đó là do cái suy nghĩ chúng ta, do ai nói chúng ta nên chúng ta tin nó như vậy thôi. Nên là chúng ta cần có một cái góc nhìn biến những cái gì đó tiêu cực thành tích cực. Khi đó là cái công thức mà chúng ta tư duy trong cuộc sống, không phải trong khởi nghiệp đâu, mà tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Mình ví dụ như các bạn như vậy, khi mà các bạn thấy một cái vấn đề gì đó mà bạn suy nghĩ tiêu cực thì các bạn thấy
giống như cái con người của chúng ta mà. Để chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta phải ăn những cái sản phẩm tốt, các bạn thấy không ạ? Sản phẩm ngon thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ khỏe mạnh. Tư duy của chúng ta cũng vậy, nó cũng cần ăn những cái sản phẩm tốt. Cái tiêu cực á, nó y như là cái vitamin á, cái vitamin độc á. Các bạn cứ suy nghĩ gì tiêu cực, cái vitamin độc nó đi vào trong tư duy của bạn á, và nó làm cho cái tư duy của bạn nó bị bệnh đi, nó không có khỏe. Còn khi mà các bạn mà nhìn cái gì mà các bạn suy nghĩ tích cực á, thì các bạn nói như cái vitamin, cái vitamin tốt quá các bạn hình dung ra, mà cái cơ thể chúng ta nó có vitamin tốt, một cái cây nó có vitamin tốt á, các bạn thấy chuyện gì xảy ra mà cái cơ thể nó rất là khỏe mạnh, nó rất là năng lượng, nó rất là tự tin. Khi các bạn cứ nghĩ rằng là khởi nghiệp khó lắm, khởi nghiệp chỉ dành cho những người có tố chất, khởi nghiệp chỉ dành cho những người mà họ có thăng thế, khi các bạn cứ tư duy như vậy nó không dành cho mình, thì lập tức là bạn thấy nó rất là khó. Thì thay vì như vậy, các bạn tư duy theo kiểu khác, khởi nghiệp nó rất là đơn giản. Nếu mà chúng ta chưa thấy nó đơn giản thì chúng ta hãy đi tìm người nào đó họ biết cái cách đó để chúng ta học hỏi từ họ. Khởi nghiệp nó rất là đơn giản, còn cái điều gì đó chúng ta chưa biết thôi, chúng ta phải đi học hỏi thôi. Và các bạn cứ tư duy vào đầu khởi nghiệp rất là dễ, khởi nghiệp rất là đơn giản, người ta làm được thì mình cũng làm được, tôi tự tin là tôi được. Các bạn cứ nói mãi như vậy thì con người bạn nó rất là tự tin, và bạn nhìn mọi thứ nó rất là đơn giản ra.